Vâng, xin chào bác đến với kênh Kinh Kiên Sơn ạ. Ván mai giới thiệu bác một mẫu địa hình cao cấp của dòng Cannondale trên 4. Thì đây cũng là một trong thương hiệu dòng thương hiệu Mỹ mà em đã từng giới thiệu rất nhiều trong thời gian vừa qua. Thì mẫu model này là mẫu model của dòng Cannondale trail 4 của dòng Mountain Bike. Một cái tông màu rất là đẹp, cái tông màu trắng là tông màu chủ đạo. Điểm nhấn là màu điểm chỉ xanh trên khung xe rất là nổi bật. Và lần này xe em về có độ mới rất là cao, mình giá là trên 90% xe. Đây là một thương hiệu có tiếng ở dòng xe đạp thể thao, rất là nổi tiếng rồi. Rất nhiều các bác đi những dòng xe đạp cao cấp thường thì để ý những thương hiệu Cannondale. Và mẫu địa hình là đây em về là model trên 4 và xe độ mới rất là cao các nhé. Và bây giờ xin nói về cái chiếc xe. Vâng, thì khung hình các bác đây là cái mẫu Cannondale model trên 4. Tông màu chủ đạo tông màu trắng, phù hợp những bác thích ưa thích những tông màu sáng. Thì lần trước đây em đã có về được một vài chiếc dòng Cannondale. Thì cái mẫu xe lần này em về còn rất là mới hơn những chiếc trước. Tổng thể đánh giá trên 90% xe. Khung cũng rất là đẹp các nhá. Model trên 4 các bác phải lên trên mạng để gõ lên là Cannondale Mountain Bike trên 4 là ra. Đây cái lớp sơn cũng rất là đẹp. Đây là một thương hiệu lớn của dòng xe đạp thể thao, cũng là thương hiệu Mỹ, thường thì nhắc đến với cùng với thương hiệu của Trek và Cannondale. Xe làm từ hợp kim nhôm aluminum 6061 T6601, hợp kim nhôm siêu nhẹ dành cho những dòng xe đạp thể thao cao cấp. Tem chính hãng của xe vẫn còn nguyên trên xe, nguyên bản trong xe. Với cái tông màu trắng. Rất lâu rồi em mới về một chiếc Cannondale mà có lớp sơn được đẹp như vậy. Cổ phốt ghi đông chính hãng của Cannondale. Cổ phốt ghi đông của C4. C4 là cái thương hiệu đặc trưng của dòng phụ kiện của Cannondale rồi. Cổ phốt ghi đông nguyên bản theo xe. Tay lóng chính hãng cũng nguyên bản theo xe. Tay cao su cũng của Cannondale cũng nhé. Và cũng là cái tay lóng cao su kết hợp với cái tông màu xanh đen. Còn rất là mới luôn. Xe sử dụng với 9 tầng lip chính hãng của Shimano Alivio, tay bấm xả và cụm phanh dầu thủy lực chính hãng của Cannondale luôn. Đây. Cụm phanh dầu thủy lực chính hãng của Cannondale, chính hãng nguyên bản trong xe. Cũng nguyên bản trong xe. Bên phải em được trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano Alivio và tay bấm xả phanh dầu thủy lực chính hãng đằng sau cũng là tay phanh dầu của Cannondale. Và điều đặc biệt trên dòng xe Mountain Bike Cannondale trên 4 này được sử dụng thêm cụm giảm tốc, quá trình giảm tốc trên tay. Thường các bác đây, thường các bác có thể thấy những xe cao cấp được sử dụng với cụm quá trình giảm tốc trên tay này rất là tiện lợi các bác. Các bác đi những cái cung đường xấu hoặc cung đường bằng phẳng để điều chỉnh cho các bác sao cho nó phù hợp. Đây, đóng mở sóc rất là tiện lợi cho các bác. Giảm sóc của xăng tua, giảm sóc dầu. Mayer chính hãng của Mayer Cannondale C4. Vành nhôm 2 lớp. Lốp còn rất là mới không nhá. Kích thước lốp là 26 x 2.1. Bề mặt lốp rất là nhiều gai. Giúp cho các bác đi những cung đường xấu hoặc là cung đường đèo đồi núi trên mọi địa hình rất là phù hợp. Dưới gầm xe đây vẫn còn cái mã vạch chính hãng của Cannondale. Mã vạch thì dưới gầm xe không thể nhìn rõ. Hầu như tất cả linh phụ kiện trên xe là nguyên zin hết các nhá, chính hãng của Cannondale.
cọc yên chính hãng của Calong Đêu, yên là yên của Calong Đêu. Đùi đĩa chính hãng của Shimano, gạt đĩa Shimano Alivio, nguyên cả cái bedan của nó vẫn còn bedan của Calong Đêu nhá, bedan chính hiệu của Calong Đêu luôn, người chủ cũng rất là giữ gìn xe. Củ đàn sau củ đây là Shimano Alivio, trang bị với 9 tầng lip chính hãng của Shimano, cũng còn rất là mới. Mayer C4 cũng chính hãng của Calong Đêu. Vành đằng sau thì các bác được trang bị với cọc vành Mavic 317. Vành chính hãng Mavic 317. Được người chủ cũ nâng cấp chơi thêm, nâng cấp thêm cái cụm cọc vành đằng sau. Lốp đằng sau cũng còn rất là mới. Xe đơn được người chủ cũ đi rất là giữ gìn. Mẫu địa hình cao cấp mà còn rất là mới bên em mới về. Được rất nhiều các bác hỏi em về cái dòng xe Mountain Bike. Lai về một chiếc đây. Thương hiệu cũng thương hiệu lớn của dòng xe đạp thể thao. Thương hiệu đến từ Mỹ, Calong Đêu. Model trên 4. Và bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Bằng chiều cao đứng của khung xe là size 40. Thế giờ các bác cao dưới 1m67 đổ lại. Bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. 9 tầng lip chính hãng của Shimano, lên lip. Xuống lip. Chuyển động rất là thân thu mượt mà. Bên phải em trang bị 3 tầng đĩa, xuống đĩa. Đùi đĩa của Shimano, gạt đĩa của Shimano. Rất là bon. Giá bình nước là giá bình nước theo xe, có về nguyên bản. Đây em vẫn để giữ nguyên. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Calong Đêu thương hiệu Mỹ, model trên 4. Và xe còn rất là mới, đánh giá bộ mới của xe trên 90% xe. Và xe giá rất tốt bên em là 9.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là có từng liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bạn trên ngày mai.